Xin được mến chào quý vị. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tổng hợp với những thông tin mới nhất và nóng nhất được 30 tập chương trình kênh tin mới nhất tổng hợp trong vài giờ qua. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin chính thức có trong bản tin. Xin mời quý vị và các bạn cùng điểm qua. Lũ lụt nghiêm trọng ở miền Nam Trung Quốc, Quảng Đông được gọi là trận nước của thế kỷ. Lũ lụt nghiêm trọng đe dọa các khu vực miền Nam Trung Quốc ngày nay khi những trận mưa xối xả khiến các con sông tràn bờ và lũ lụt đạt mức chưa từng thấy trong gần một thế kỷ qua. Agency France Presse hôm nay đưa tin lũ lụt kỷ lục đe dọa khu vực Quảng Châu và lưu vực sông Châu Giang ở Quảng Đông, một tỉnh sản xuất giàu có bao gồm hai đô thị Quảng Châu và Thâm Quyến, cũng là nơi đặt trụ sở của nhiều công ty công nghệ. Hàng trăm nghìn người đã được sơ tán khỏi những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc đã đặt lưu vực sông Châu Giang trong tình trạng báo động cao về lũ lụt vào thứ Tư, nói rằng mực nước ở một số nơi đã vượt quá kỷ lục lịch sử. Hình ảnh từ thành phố Thiểu Quan phía Bắc Quảng Châu cho thấy người dân diễu hành trên một đại lộ ngập lụt, có nơi nước ngập đầu xe. Các nguồn tin cho biết mưa và bùn làm ngập các cửa hàng và tòa nhà. Lưu vực sông Châu Giang bao gồm nhiều thành phố đông dân cư và vô số nhà máy. Các nhà chức trách quản lý khẩn cấp tỉnh Quảng Đông ước tính thiệt hại kinh tế trực tiếp là 1,7 tỷ nhân dân tệ, tương đương 240 triệu euro. Phương tiện truyền thông địa phương đưa tin, mực nước Jingde phía Bắc Quảng Châu đã vượt qua mức cao nhất mọi thời đại của thành phố vào năm 1931 vào hôm thứ Tư. Nó có thể vượt qua kỷ lục lịch sử năm 1915 cho toàn bộ lưu vực sông Châu Giang. Truyền thông địa phương cho hay, khu vực Quảng Đông này hiện đang phải đối mặt với trận lụt thế kỷ. Các khu vực có nguy cơ trong tỉnh đã được lệnh thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để hạn chế thiệt hại, với một số nhà máy và trường học phải đóng. Các khu vực khác của nửa phía Nam của Trung Quốc, bao gồm các tỉnh ven biển phía Đông Phúc Kiến và Nam Quảng Tây, cũng bị ảnh hưởng bởi lượng mưa kỷ lục trong tháng 6, khiến hàng trăm nghìn người phải sơ tán. Vào cuối mùa xuân và đầu mùa hè, lũ lụt thường xuyên xảy ra ở các vùng của Trung Quốc, nhưng những năm gần đây, với biến đổi khí hậu, lũ lụt xuất hiện ngày càng nghiêm trọng. Trung Quốc rùng mình về lời tiên tri và đập tam hiệp có thể vỡ trong năm nay. Năm Nhâm Dần 2022 được tiên đoán trước là một năm của những điều kỳ lạ, đồng thời Hồ Bắc cũng thành từ được tìm kiếm nhiều nhất trên thế giới. Những thảm họa trong năm nay dường như phải liên quan đến Hồ Bắc. Đáng nói, một sự việc có liên quan đến Hồ Bắc một lần nữa trở thành tâm điểm của dư luận Trung Quốc, đó là vỡ đập Tam Hiệp. Đập Tam Hiệp, siêu đập lớn nhất hành tinh, vốn là công trình gây ra nhiều tranh cãi từ lúc xây dựng cho đến khi vào hoạt động. Ngay trong giai đoạn chuẩn bị kế hoạch của công trình đập Tam Hiệp, nhiều kỹ sư chuyên nghiệp đã cho rằng siêu đập này không nên được xây dựng. Trong đó phải kể đến bức thư của chuyên gia thủy lợi Trung Quốc Hoàng Vạn Lý gửi cho chính quyền khi yêu cầu cho mình 30 phút để nói rõ tai họa của đập Tam Hiệp. Tuy nhiên, việc không được thực hiện yêu cầu nên đến lúc hấp hối, ông vẫn cho rằng Tam Hiệp không thể xây dựng. Chuyên gia này đã để lại 12 điều tiên tri về đập Tam Hiệp. Trường Giang hạ lưu làm đê vỡ bờ, ngăn cản vận tải đường thủy, vấn đề di dân, vấn đề tích ứ, chất lượng nước chuyển xấu, lượng điện phát ra không đủ, khí hậu bất thường, động đất liên tiếp, bệnh trùng hút máu kéo dài, sinh thái chuyển biến xấu, thượng du ngập nghiêm trọng, cuối cùng sẽ bị ép mà nổ tung. Quả thật, 11 sự kiện trên đã xảy ra như lời tiên đoán, và chỉ còn một sự kiện cuối cùng chưa thành hiện thực là việc đập Tam Hiệp bị nổ tung. Ngoài ra, nhà tiên tri Lưu Bá Ôn, quân sư khai quốc của Triều Minh, cũng đã có những dự ngôn về thảm họa này trong Kim Lăng Tháp Vi Văn. Nhiều nghiên cứu dựa trên dự ngôn này đã tin rằng đập Tam Hiệp có khả năng sẽ bị vỡ do một trận động đất năm nay. Người ta cũng tin rằng trong dự ngôn của Lưu Bá Ôn cũng miêu tả khá chi tiết cảnh tượng bi thảm sau khi đập bị vỡ. Theo đó, những văn tự được viết theo hình thức thơ cổ trên tháp Kim Lăng vào khoảng năm 1400 bởi vị quân sư và học giả nổi tiếng Lưu Cơ, tức Lưu Bá Ôn, đã dự báo những sự kiện sẽ xảy đến trong 500 đến 600 năm sau Triều Minh. Trong tháp Kim Lăng, nhà dự ngôn giải độc và tin rằng dự đoán tình hình năm nay có một lời tiên đoán được dịch nghĩa như sau. Khinh khí động sơn nhạc, nhất tuyến thiết nan đương. Nghĩa là khí nhẹ chấn động cả núi cao, một sợi dây sắt cũng khó mà chịu nổi. Theo đó, tiên đoán này được nhà giải thích dự ngôn lý giải. Động đất, núi lửa đều do luồng khí trong lớp vỏ trái đất bị loạn mà sinh ra.
Câu nhất tuyến thiết nan đương được lý giải là đập tam hiệp yếu ớt, mong manh, tột cùng khi đối diện với các thảm họa thiên nhiên như động đất, núi lửa đều không có sức chống đỡ đối kháng. Đáng nói là lời tiên đoán trong năm nay trên tháp Kim Lăng đã dự đoán đúng với dịch bệnh COVID-19, nhất khí sát nhân thiên liên vạn, đại dương tàn bạo quá xài lang, nghĩa là một khí chết người nghìn nghìn vạn, dê lớn tàn bạo hơn lang sói. Thật trùng hợp, một bậc thầy phong thủy Hồng Kông dự đoán tháng 5, tháng 6 năm nay, vùng Tây Nam Trung Quốc sẽ có động đất vượt quá 8,3 độ Richter hoặc còn lớn hơn nữa. Rung động sẽ trực tiếp gây hại đến đập thủy điện Tam Hiệp, khiến nó bị vỡ và sụp đổ sẽ tạo thành ngập nghiêm trọng, ảnh hưởng đến một diện tích rất lớn ở Trung Quốc. Hiện chưa biết những dự ngôn tiên tri này đúng hay sai. Những thông tin có tính chất tham khảo, nhưng thực tế mưa lũ và nguy cơ là đáng ngại. Chúng ta hãy cùng chờ xem những thông tin có tính chất tham khảo. Những lời tiên đoán này lại càng khiến dân Trung Quốc lo sợ về thảm họa đập Tam Hiệp khi con đập này đã gây ra những hậu quả về sinh thái, đời sống xã hội. Từ góc độ phong thủy, đập Tam Hiệp đã đàn áp long mạch của Trung Quốc quá lâu. Nhìn nhận từ quan điểm khoa học tự nhiên, những thiên tai do con đập mang lại cũng quá nhiều. Tính tới hôm nay, tổng cộng 11,22 triệu người thuộc 26 tỉnh thành Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Hơn 900 hồ chứa ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử cũng buộc phải xả lũ gấp. Truyền hình NTD có trụ sở tại Mỹ cho biết có tới 400 triệu người sống ở Hạ Lưu đập Tam Hiệp có thể gặp rủi ro, bao gồm cả những người sống ở các siêu đô thị như Vũ Hán, Nam Kinh và Thượng Hải. Chuyên gia thủy văn người Đức gốc Hoa Wang Wei bày tỏ lo ngại về các vết nứt và chất lượng bê tông không đạt tiêu chuẩn được phát hiện trong quá trình xây dựng. Ông Wang cảnh báo về sự cố vỡ đập, nếu xảy ra sẽ gây hậu quả thảm khốc cho những người sống ở vùng hạ lưu sông Dương Tử và kêu gọi giới chức sơ tán càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, ông Wang từ chối bình luận về hình ảnh vệ tinh của Google truyền lên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy độ biến dạng của cấu trúc đập vào năm 2019. Truyền thông Trung Quốc vào thời điểm đó khẳng định biến dạng của con đập của một phần thiết kế và nó nằm trong phạm vi biến đổi cho phép. Trước cảnh báo mới đây của ông Wang, tờ Thời báo Hoàn Cầu cũng nhanh chóng trích dẫn ý kiến của nhà nghiên cứu Quách Tấn thuộc Viện Nghiên cứu Địa chấn Trung Quốc khẳng định đập Tam Hiệp có thể chứa lượng nước vào lớn hơn nhiều so với lượng nước hiện nay. Trong khi đó, Wei Xin, nhà nghiên cứu tại Viện Cơ học Kỹ thuật Trung Quốc khẳng định đập Tam Hiệp vẫn an toàn kể từ khi mực nước tại hồ chứa cao tới 175 mét và lưu lượng nước đổ về là đạt 75.000 mét khối trên giây. Đập Tam Hiệp nguy cơ vỡ, Trung Quốc sơ tán 40.000 dân, khoảng 40.000 dân Trung Quốc được sơ tán sau khi mực nước dâng cao ở lưu vực sông Kỳ Giang, thượng nguồn đập Tam Hiệp do mưa lũ nhiều ngày qua. Mưa lớn là mực nước tại hồ chứa đập Tam Hiệp cuối tuần qua dâng lên mức 147 mét. Cao hơn 2 mét so với mức cảnh báo lũ. Chỉ trong một ngày, lượng nước đổ về con đập này là từ 20.500 mét khối trên giây lên tới 26.500 mét khối trên giây. Hồi đầu tuần, Trùng Khánh cũng đưa ra cảnh báo đỏ về trận lụt lớn nhất có thể diễn ra trong vòng 80 năm qua, kể từ năm 1940 ở lưu vực sông Kỳ Giang, thượng nguồn đập Tam Hiệp. Hơn 40.000 người sau đó đã được sơ tán. Theo Taiwan News, những trận mưa xối xả cho tới nay đã ảnh hưởng tới 8 triệu người dân dọc theo sông Dương Tử và gây thiệt hại 2,9 tỷ đô la Mỹ. Ngoài ra, cảnh báo mưa lũ mức cao nhất đã được phát ra cho các cộng đồng dân cư ở Trung và Hạ Nguồn. Trong đó có 10 tỉnh thành là Quý Châu, Trùng Khánh, Hồ Nam, Hồ Bắc, Giang Tây, Anh Huy, Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải và Quảng Tây. Trạm khí tượng Trung Quốc mới đây đã đưa ra cảnh báo mưa to trong 23 ngày liên tiếp. Lưu vực Dương Tử tiếp tục bị ảnh hưởng bởi những trận mưa lớn và mực nước ở thượng lưu đập Tam Hiệp đang vượt quá mức cảnh báo. Chuyên gia cảnh báo nguy cơ đập Tam Hiệp bị vỡ, 600 triệu người Trung Quốc sẽ lâm nguy. Những cơn mưa lớn và ngập đã ảnh hưởng đến nhiều tỉnh của Trung Quốc, khiến nhà khoa học Wang Wei Liu cảnh báo về sự an toàn của đập Tam Hiệp có thể vỡ bất cứ lúc nào. Vào đầu tháng này, mưa to và sạt lở đã xuất hiện ở miền Nam Trung Quốc, khiến 7.300 ngôi nhà bị thiệt hại và ảnh hưởng đến cuộc sống của gần 8 triệu người. Các quan chức địa phương ước tính sơ bộ nền kinh tế thiệt hại khoảng 2,9 tỷ đô la Mỹ. Các trận mưa lũ liên tiếp đã làm dấy lên lo ngại của người dân Trung Quốc về sự an toàn của đập Tam Hiệp. Đập thủy điện lớn nhất thế giới nằm ở tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc, được khởi công xây dựng từ năm 1994. Nhà khoa học Wang Weiliu cho biết đập Tam Hiệp không ổn định như nhiều người tưởng.
Bên cạnh đó, ông Wang chỉ ra thiết kế xây dựng và thẩm định chất lượng của con đập đều được thực hiện bởi cùng một nhóm chuyên gia và thời gian hoàn thành dự án thì quá nhanh. Tại một cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc Wang Yuyu cũng thừa nhận mực nước trên ít nhất 148 con sông trong nước đã vượt quá mức cảnh báo. Điều đó chứng tỏ rằng khả năng kiểm soát lũ của đập Tam Hiệp chỉ có giới hạn. Ngoài ra, ông Yang Wenjuru còn cho biết mối lo ngại lớn nhất chính là các vết nứt và chất lượng bê tông không đạt chuẩn trong quá trình thi công đập Tam Hiệp. Theo ông, nếu xảy ra sự cố vỡ đập thì sẽ để lại hậu quả thảm khốc đối với người dân sống ở khu vực hạ lưu sông Trường Giang và cảnh báo mọi người nên chuẩn bị sơ tán càng sớm càng tốt. Theo kênh truyền hình trực tuyến CNTV, mực nước bên trong đập Tam Hiệp đã cao quá 2m so với tiêu chuẩn chống lũ. Tân Hoa Xã dẫn dữ liệu của tập đoàn đập Tam Hiệp Trung Quốc cho hay, trong 19 năm qua, tổng cộng có 873.800 tàu chở 12,23 triệu hành khách và 1,46 tỷ tấn hàng hóa đã ghé ngang qua đập Tam Hiệp. Nhiều tỉnh ở Trung Quốc đang bị ngập nghiêm trọng, mực nước tại hồ thủy điện Tam Hiệp đã vượt mức báo động, đối mặt với nguy cơ bị vỡ, đe dọa tính mạng của 600 triệu người Trung Quốc ở hạ lưu. Theo truyền thông Trung Quốc và quốc tế, thời tiết ở Trung Quốc đại lục đã bất thường trong nhiều ngày qua. Mực nước của đập Tam Hiệp đã vượt quá mức báo động từ cách đây vài ngày. Sự an toàn của con đập lớn nhất thế giới này lại trở thành đề tài nóng được bàn tới. Thế giới bên ngoài lo lắng 600 triệu người dọc theo sông Dương Tử có thể phải đối mặt với nguy cơ vỡ đập. Truyền thông cho biết lượng nước đổ vào đập Tam Hiệp là 26.500 mét khối trên giây vào thứ Bảy, tăng 6.000 mét khối trên giây so với 20.500 mét khối trên giây vào thứ Sáu. Đến Chủ nhật, mực nước trong hồ đã vượt quá mức báo động lũ bão, gây ngập lớn cho các vùng ở thượng lưu. Các tàu ở các địa phương neo đậu ở ven biển đã bắt đầu nhổ neo và thu thập dây neo để ngăn ngừa tai nạn như mất neo và đứt cáp. Bộ phận hàng hải đã tăng cường kiểm tra tàu và kiểm tra các vùng biển và bến cảng quan trọng. Sông Kỳ Giang ở Trùng Khánh đã trải qua trận lụt lớn nhất kể từ năm 1940, mực nước cao nhất đạt 227,6m, vượt quá mức nước an toàn 5,1m, 100.000 người đã phải sơ tán đến nơi an toàn. Trạm giám sát thủy văn Trùng Khánh đã đưa ra cảnh báo đỏ về ngập trong lưu vực sông Kỳ Giang. Đồng Phương dẫn tin Bộ Tổng Chỉ huy Phòng chống ngập và hạn hán quốc gia của Quốc vụ viện Trung Quốc, đợt mưa lũ này đã khiến tổng cộng 8.521.000 người ở 24 tỉnh thành, khu tự trị bị ảnh hưởng. Gần nửa triệu người đã phải sơ tán và hơn 7.300 ngôi nhà bị sập. Thiệt hại kinh tế trực tiếp là 20,67 tỷ nhân dân tệ. Thượng lưu, trung lưu và hạ lưu của sông Dương Tử đều bị ảnh hưởng bởi mưa lớn. Mực nước trong khu vực hồ chứa Tam Hiệp đã tăng lên và đã vượt quá mức cảnh báo ngập gần 2m vào Chủ nhật. Trên mạng Trung Quốc gần đây đã lan truyền một bài báo phân tích về thương vong cụ thể của vụ vỡ đập, trong đó nói rằng nếu đập Tam Hiệp bị vỡ hoàn toàn, hơn 10 tỷ mét khối lũ sẽ trút xuống trong một thời gian ngắn và khu vực ven sông từ đập Tam Hiệp đến thành phố Trường Sa, Hồ Nam sẽ phải chịu đựng tác động trực tiếp của trận lụt với lưu lượng đỉnh lũ là 1 triệu đến 2,37 triệu mét khối mỗi giây và tốc độ xả sẽ cao tới 100 km mỗi giờ, thiệt hại sẽ rất thảm trọng. Bài báo chỉ ra rằng độ cao trung bình của mặt đất ở thành phố Nghi Sương, tỉnh Hồ Bắc cao hơn mực nước biển dưới 50m. Nếu lũ lên cao tới 64 đến 71m so với mực nước biển đổ tới sẽ làm vỡ đập các châu Ba, rồi nhấn chìm toàn bộ thành phố cùng tên, sau đó đổ tới cái thành phố Nghi Sương chỉ trong nửa giờ. Người dân cơ bản không có cơ hội trốn thoát và thành phố có thể thiệt hại 500.000 người. Ngoài ra các thành phố xa Hồ Bắc, Bình Nguyên, Giang Hán, Vũ Hán, Nam Kinh, thậm chí các tuyến đường sắt Bắc Kinh, Quảng Châu và Bắc Kinh, Cổ Long đều bị ảnh hưởng. Theo Đồng Phương, một chuyên gia lo ngại rằng đập Tam Hiệp đang phải đối mặt với hiện tượng thời tiết cực đoan với mưa lớn ở cả thượng và trung và hạ lưu sông Dương Tử cùng một lúc, có nguy cơ vỡ đập và hiện tượng biến dạng đập gần đây lại được nói đến. Ông nói rằng khi đập Tam Hiệp được xây dựng cùng một đội ngũ chịu trách nhiệm, cả luận chứng thiết kế, thi công, kiểm tra chất lượng xây dựng cuối cùng rõ ràng là cầu thủ kiêm trọng tài. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã khép lại nội dung bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã quan tâm theo dõi hết chương trình. Nếu đây là lần đầu tiên mà quý vị đến với kênh thì đừng ngại ngần, hãy cho chúng tôi một like.
ấn vào đăng ký theo dõi kênh và chọn vào tín hiệu quả chuông để luôn luôn cập nhật những thông tin mới nhất quý vị nhé. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin lần sau.